Hello, xin chào anh em đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Như đã hứa ở trong những lần livestream trước đấy thì mình sẽ có một video up bất hủ cho anh em xem vào hôm nay. Soha đây thì cũng đã đến rồi. Những thứ cần thì cũng đã chưa đủ, nhưng mà đã có kim cương để có thể up bất hủ cho anh em xem rồi, nên là hôm nay sẽ là một clip up bất hủ nha. Anh em nào mà chưa có thì xem cho nó bổ mắt, được rửa mắt với một clip up bất hủ nha anh em nha. Và sorry mọi người một cái nữa là có thể có một số âm thanh ồn ở xung quanh nên mọi người thông cảm một chút nha. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Đây, giờ thì hiện tại là mình đang có giáp tay thần long sử thi cộng 3 rồi. Giờ thì mình sẽ nâng nó lên cộng 4 trước nha anh em nha. Đây. Đây hiện tại thì thiếu 3 viên nữa. 3 viên nữa thì mình sẽ mua ở đây nha mọi người. Shop giảm giá này. Túi ngọc đâu rồi ta? Đây túi ngọc đây. Mình thiếu 7 viên nữa, cứ mua vài cái đi cho nó chắc cú. Rồi luôn, không được một viên nào luôn. 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4, 5, 6, vẫn thiếu một viên ạ. Túi ngọc thiếu một viên nữa. Rồi đủ rồi nha anh em nha. Giờ mình sẽ đầu tiên đó là up thần long sử thi cộng 4 trước. Đó. Nguyên liệu thì sẽ cần một giáp tay thần long sử thi cộng 3, 3 giáp tay thần long, 4 lõi lục địa, 50 viên pha lê và 10 búa rèn sử thi nha anh em nha. Up cộng 4 này. Up thì sẽ bị mất phụ ma nha anh em nha. Nên là anh em cân nhắc trước khi up nha. Up này. Rồi đã cộng 4 nha anh em nha. Cộng 4 là mắc. Tiếp theo thì sẽ đến phần đó là rèn trang sức. Mình sẽ tiếp tục là rèn sức mạnh bất hủ. Đây anh em. Hiện tại mình đã đủ rồi và thiếu hai búa rèn ưu việt và một bản đồ rèn sức mạnh bất hủ, thì giờ mình sẽ ra mình mua tại đây nha. Bản đồ rèn sức mạnh bất hủ. Cái này là phải mua cẩn thận nha, chứ không nhầm là dở hơi đấy. Cánh bất hủ, mặt dây bất hủ, sức mạnh bất hủ đây rồi anh em ơi. Sức mạnh bất hủ này và mua thêm hai cái búa nữa. Đâu rồi ta? Đây. Không chọn được nhiều à? Thế thôi để mua từng cái một. Sức mạnh bất hủ. Mua này. Sức mạnh bất hủ, sau đó là mua hai cái búa nữa. 1 2 ok. Giờ là sẽ rèn trang sức sức mạnh bất hủ nha anh em nha. Khoảnh khắc này cuối cùng cũng đã đến rồi anh em ơi. Cuối cùng cũng đã có bất hủ trong tay rồi. Sau bao nhiêu thời gian chơi game, server này là mình chơi bắt đầu cách đây đâu đó khoảng gần 3 tháng. Thì đến ngày hôm nay cũng đã có sức mạnh bất hủ. Rèn. Yes. Có bất hủ rồi anh em ơi. Hay quá trời quá đất. Sức mạnh bất hủ. Đeo vô này. Giờ đến phần đó là phụ ma. Phụ ma này tốn lắm đấy anh em ạ. À thực ra cũng không tốn lắm. Tốn hơi nhiều một tí thôi chứ không tốn nhiều lắm anh em ạ. Chứ rồi, không biết có lên nổi 5 sao không đây. Nên được, nên được, nên được. Nên được anh em ạ. Bỏ bớt cái này đi để có gì cần nâng thì còn có cái mà cho vào. Mấy cái đồ này cho vào đi. Nhẫn thần long này một đống luôn anh em ạ. Nên 61.000 lực chiến nha anh em nha. Hay quá, có lỗ khảm kim cương luôn rồi. Nhưng mà lại thiếu đá vàng. Giờ phải mua thêm đá vàng anh em ạ. Đây là tích tiêu Soha đây. Nói chung là cái tích tiêu này thì cũng làm cho nó có thôi. Nhiều cái thực ra mình cũng chỉ cần mỗi cái
mỗi cái gì nhỉ? Cần kỹ năng, à nhầm, cần tinh hoa pet. Nhưng thực ra cũng không cần nhiều cho lắm. Đấy lại ra kim cương rồi, đấy. Số loại hên thế. Thực ra không cần nhiều kim cương cho lắm. Sức mạnh bất hủ này. Rồi, 3 dòng 6 luôn. 3 dòng 7. 3 dòng 9. À, cho một dòng 11 đi. 3 dòng 7. 3 dòng 9 ạ. Mua thêm để áp cái kia nào. Vừa nãy là mình 66 1.664.000. Đây mình xem lại được chiến trong đây. Là 1.667.000, giờ lên được áp đủ chắc là lên được 1.8.000, là lên được khoảng 13k lực chiến anh em ạ. Đấy cái viên cần thì nó cho ít, kim cương thì cho rõ là nhiều. Rồi hai dòng 9 ok luôn anh em. Cho anh em chiêm ngưỡng lại cái sức mạnh bất hủ. Cuối cùng cũng đã có một cái bất hủ trong tay rồi anh em ạ. Sau bao nhiêu thời gian cày cuốc. Ngoài ra thì số hoa đây này thì mình khuyên anh em. Có nhiều anh em là hỏi mình nên mua cái gì thì mình khuyên anh em nhá. Cái thứ nhất là nên mua thức ăn pet nếu như anh em cần. Xe ngựa nữa này cũng ok này. Và đặc biệt là phải chú ý đến cả ngọc lam nữa nha anh em nhá. Cái ngọc lam này cực kỳ cần thiết. Hoặc là anh em có thể để ý đến cái tinh hoa thần khí này cũng được. Còn về cái phần mà tinh hoa pet thì mình khuyên anh em không nên mua, giá nó hơi chát đấy. Tiếp theo là về phần shop vũ khí thì anh em cần vũ khí gì thì mua nha. Hiện tại mình đang cần bánh gà nên mình sẽ mua bánh gà luôn. Áp luôn anh em ạ, cho nên được chiến. Rèn thần khí. Sấm sét điên cuồng thiếu khoảng hơn 50 mảnh nữa. Mua thêm hai lần nữa. Shop vũ khí này cũng chỉ đủ mua hai lần nữa thôi anh em ạ. Áp sấm sét điên cuồng. Ai à, lại thiếu mất tinh hoa thần khí rồi. 34 này, 25, 34 là thiếu khoảng 9k nữa. 9k thì mình đổi ở đây cho nó nhanh anh em ạ. Shop đổi thưởng. Đấy. Easy. Đủ ngay. Ok luôn. Vậy là giờ là mình đã mắc 15 cấp có thể tăng được chiến rồi. 6 cấp còn lại thì sấm sét điên cuồng, à nhầm, 3 cấp còn lại thì sấm sét điên cuồng sẽ không tăng được chiến nữa nha anh em nha. Hiện tại là nó đã mắc rồi, là 107.000, 3 cấp còn lại thì sẽ không tăng được chiến. Ok nha anh em nha, để cho nhiều anh em cứ hỏi mình là sao, tại sao sấm sét thần với lại sấm sét cấp 15 nó lại ngang được chiến nhau. Thì lý do nó là như vậy đấy. Vũ khí thì anh em cần gì thì cứ mua nha, đá tẩy nữa này. Nói chung là đồ thì nó khá là rẻ rồi nhưng mà đừng mua cái tinh hoa pet này nha, đắt lắm, mình thấy nó đắt thật sự đấy. Cái này thì anh em kiếm ở trong vòng quay xúc xắc nha. Vũ khí thì có thể anh em có thể địa ngục này, pháo ion, sấm sét điên cuồng này, xem có mảnh boom không, không có mảnh boom nha anh em nha. Sóc dương. Về cái phần sóc dương này đấy thì mình khuyên anh em là đừng mua. Thật đắt lắm đấy, nó cực kỳ đắt đấy. Mà lại còn hên xui nữa, đặc biệt là cái mấy cái dương thần long này anh em này. Đâu người ta. Đây dương thần long đây. Nó hên xui lắm nên mình khuyên anh em là không nên mua. Thật. Quả bùa đó nữa. Bùa đó về sau anh em làm nhiều lắm nên là đừng mua mấy cái đấy, phí lắm đấy. Thật sự. Đó anh em có thể để ý đến những cái vấn đề đấy để mua. Còn trong sự kiện nạp này thì nếu như anh em nào mà muốn muốn sở hữu boom thì mình khuyên anh em là không nên nạp, bởi vì ở cái mốc từ 2 triệu đổ xuống đấy rất ít mảnh boom anh em ạ. Nạp 2 triệu thì không thể lên boom nhiều được. Nên là mình khuyên anh em là hạn chế. Rồi, đó là lời khuyên của mình thôi. Còn anh em mua thế nào thì vẫn chính nằm ở anh em thôi. Mình chỉ là đưa ra lời khuyên thôi. Rồi, 30k kim cương có thỏ luôn. Nhận thỏ. Di chuyển. À đây chó rồi. Đây di chuyển con này. Kế thừa. Thỏ đâu rồi, thỏ đâu mau hiện ra. Đây.
Phép phụ này. Thỏ đâu rồi? Thỏ đây rồi. Nên được chiến luôn chứ còn gì nữa. Thế giờ cũng phun chó thỏ rồi đấy. Cũng khá là ok anh em ạ. Gần 1 triệu 7 rồi. Chắc là tôi chiều nay cố làm thêm ít vào để lên khoảng 1 triệu 7 thôi anh em ạ. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nhớ đăng ký, like, chia sẻ để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. See you again.